Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mà các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ tư ngày 27 tháng 1 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày 15 tháng 12 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Ất Hợi, tháng Kỵ Sửu, năm Canh Tý và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ đinh sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ canh thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ nhâm ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ quý mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ bính tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc kim quỹ giờ đinh hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc bạo quang. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ bính tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc bạch hổ, giờ mậu dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên lao, giờ kỷ mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc nguyên vũ, giờ tân tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc câu trận giờ giáp thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên hình giờ ất dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc chu tước Vài ngũ hành ngũ hành niên mệnh sơn đầu hỏa ngày ất hợi tức chi sinh cho can có nghĩa là thủy sinh cho mộc và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm sơn đầu hỏa kỵ tuổi kỵ tỵ tân tỵ ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim đặc biệt là tuổi quý dậu ất mùi thuộc hành kim không sợ hỏa ngày hợi lục hợp với dần tam hợp với mão và mùi thành mộc cục xung với tỵ hình hợi hại thân phá dần và tuyệt ngọ vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi quý tỵ tân tỵ tân hợi tuổi xung trong tháng tuổi đinh mùi ất mùi về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có sao tốt như sao thiên đức hợp tốt mọi việc sao nguyệt đức hợp tốt mọi việc kỵ tố tùng sao sinh khí tốt mọi việc nhất là về xây dựng nhà cửa tu tạo động thổ ba nền trồng cây sao nguyệt tài tốt cho việc cầu tài lộc khai trương mở kho nhập kho xuất hành di chuyển giao dịch mua bán ký kết hợp đồng sao âm đức tốt mọi việc sao ích hậu tốt mọi việc nhất là cưới hỏi sao dịch mã tốt mọi việc nhất là về xuất hành sao phúc hậu tốt về cầu tài lộc khai trương mở kho sao minh đường hoàng đạo tốt mọi việc và ngày hôm nay là ngày trực tinh đại cát tốt mọi việc có thể giải được sao xấu trừ sao kim thần thất sát sao xấu trong ngày gồm có sao thiên tặc xấu đối với khởi tạo động thổ ban nền về nhà mới khai trương sao nguyệt yếm đại họa xấu đối với xuất hành giá thú sao nhân cách xấu đối với giá thú khởi tạo vài hướng xuất hành tốt trong ngày thị thần hướng tây bắc tài thần hướng đông nam và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 27 tháng 1 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 27 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hội phù trợ cho nên công việc của bạn tuổi Tý đang có những bước tiến triển rất chi là thuận lợi khác hẳn so với tình trạng bế tắc trước đó. Đó là nhờ bạn tuổi Tý gặp được quý nhân giúp đỡ định hướng cho bạn và dìu dắt bạn vượt qua khó khăn sóng gió. Các mối quan hệ của bạn mệnh tuổi Tý trong ngày hôm nay nhìn chung là rất hài hòa, tình cảm tốt đẹp, đặc biệt là mối quan hệ với đồng nghiệp. Mọi người luôn có được sự đoàn kết và sẵn sàng tương trợ lẫn nhau và dù với bạn tuổi Tý, bạn rất mình vì đã được trở thành một trong số những thành viên trong đó. Tuy nhiên, với bạn tuổi tí, lại cần phải cẩn trọng với các mối quan hệ tình cảm riêng tư để tránh vướng phải thị phi, hiểu lầm không đáng có. Có thể, với bạn tuổi tí hoàn toàn là vô tư, không có ý đồ gì mờ ám, nhưng dưới con mắt của người đời, mọi chuyện chẳng hề đơn giản như vậy. Dần dà, xuất hiện không ít những lời đồn đoán vô căn cứ, ảnh hưởng đến cuộc sống và cả công việc của bạn tuổi tí nữa vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim có quý nhân giúp đỡ khắc phục được những khó khăn tử vi tuổi bính tý thuộc thủy sự nghiệp tiến triển một cách thuận lợi như ý muốn tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa đồng nghiệp đoàn kết sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau tử vi tuổi canh tý thuộc thổ nhân duyên với những người khác giới được tốt đẹp tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc có thể vấp phải tình huống tình ngay lý gian về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 4, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Thân. từ vi tuổi Sửu thứ tư ngày 27 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi Sửu cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Sửu trong ngày này đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh dẫn đường chỉ lối cho bạn cho nên với bạn tuổi Sửu đang gặt hái được những thành tựu đáng nể tạo đà cho những thăng tín không ngừng với bạn tin vui tới liên tiếp Khiến cho bà tuổi xỉu vô cùng là tự hào về chặng đường mình đã đi qua. Và với bà tuổi xỉu, bạn làm việc nghiêm túc, chăm chỉ, bạn biết rằng muốn đạt được những điều mình mong muốn thì chỉ có cách là phải luôn cố gắng, sáng tạo và chủ động không ngừng trong công việc. Hơn nữa, sự uy tín cũng tạo nên hình ảnh đẹp về trong mắt mọi người. Mọi người đều rất yên tâm và tin tưởng mỗi khi bạn đảm nhiệm một công việc gì đó và thành quả hôm nay là điều với bạn tuổi Sửu nhận được rất chi là xứng đáng. Và trong ngày này với bạn tuổi Sửu, bạn cũng đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn tuổi Sửu lại không được như ý. Cái mối quan hệ giữa bạn với nửa kia không được hài hòa cho lắm hai người đang khá chi là lạnh nhạt và thờ ơ với nhau và với bà tụi xỉu bạn hãy tìm cách hâm nóng và hàn gắn lại những rạn nứt ngay khi còn kịp chứ đừng có bộ mặc mọi chuyện muốn tới đâu thì tới vài tử vi tuổi ất sửu thuộc kim chăm chỉ nỗ lực không ngừng vì mục tiêu thăng tín tử vi tuổi đinh sửu thuộc hỏa đạt được thành quả xứng đáng với quá trình nỗ lực của mình tử vi tuổi kỵ sửu thuộc hỏa tạo dựng được sự uy tín trong mắt mọi người tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ nên quan tâm tới gia đình của mình nhiều hơn tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc tình cảm có dấu hiệu rạn nứt lạnh nhạt vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 2, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Tý, tuổi Dậu. tử vi tuổi dần thứ tư ngày 27 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với ba tuổi dần cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi dần trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi cho nên với bà tuổi dần đang có điểm báo bạn trải qua một ngày không được may mắn cho lắm với bà tuổi dần khó có thể hoàn thành công việc một cách hiệu quả theo đúng yêu cầu khi mà bạn không đủ tập trung do vấp phải sự bới móc lỗi lầm không đáng nói của những người xung quanh. Và bạn tự dần, bạn làm tốt công việc của mình nhưng mọi chuyện lại chẳng tiến triển theo như ý của bạn. Những rắc rối này cũng ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của bạn tự dần nữa và với bạn cần có chế độ làm việc và thư giãn hợp lý để tránh cơ thể mình bị quá tải lại ảnh hưởng tới sức khỏe của mình Bên cạnh đó vận trình ngày thứ tư này đối với ba tuổi Dần bạn lại đang gặp được ngày có chính tài đỏ mệnh lại mang thêm cho bạn có được vài tin mừng trong vận trình tài lộc của mình kiếm tiền vốn không phải là điều dễ dàng và nếu như không đủ kiên nhẫn ta sẽ rất dễ bộ rỡ giữa chừng. Nhưng trong ngày hôm nay với bạn tuổi dần, nhờ vào sự tính toán cẩn thận trước đó, bạn đang dần giành thắng lợi về mình, đặc biệt là ở những nghề tay trái. Quả thực là sự nỗ lực của bạn tuổi dần rồi sẽ được đền đáp xứng đáng, bạn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy công việc trì trệ thiếu sự tập trung cần thiết từ vi tuổi bính dần thuộc hỏa sức khỏe bất ổn làm việc quá tải từ vi tuổi mậu dần thuộc thổ tin mừng từ ngày tay trái giúp cho bạn có được nguồn tài lộc tăng tín từ vi tuổi canh dần thuộc mộc có sự kiên nhẫn cho nên sẽ đạt được thành quả xứng đáng từ vi tuổi nhâm dần thuộc kim có người tìm cách bới móc lỗi lầm gây khó dễ cho bạn Vài đánh giá của bạn tử dần trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. tử vi tuổi mão thứ tư ngày 27 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi mão cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi mão trong ngày này đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp phù trợ cho nên với bà tuổi mão thỏa sức tỏa sáng trong những cái lĩnh vực thuộc thế mạnh của mình. Với bà tuổi mão bạn cảm thấy hăng say và nhiệt tình khi được làm những điều mình thích. Tuy nhiên, dù mọi việc có thuận lợi đến đâu đi chăng nữa, thì với bạn tuổi mão cũng không nên lý tưởng mọi việc. Bởi nếu như bạn gặp trắc trở, mọi việc không được như ý muốn, bạn dễ cảm thấy chán nản và muốn buông xuôi nữa. Ngày thứ tư này với bà tuổi mão nhờ có được thiên tài xuôi sáng, dẫn đường chỉ lối cho bạn, cho nên bạn rất tự tin với con đường mình đang đi và luôn an tâm vững bước mà chẳng chút lo sợ gì dù vấp phải không ít trông gai, nhưng thành quả mà bạn nhận được chắc chắn đủ để bù đắp lại cho bạn vất vả những thời gian vừa qua. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bà tuổi mão, bạn cũng đang gặp được ngày có thủy dưỡng cho mộc vượng, mang tới cho bạn đang có được tin mừng trong chuyện tình cảm. Đối với những bạn đang còn độc thân thì đang bắt đầu tiến tới một mối quan hệ tốt đẹp và chính bạn cũng tràn đầy mong chờ vào đối phương. Quan đối với những bạn đã có nửa kia và đã lập gia đình rồi thì cũng biết cách để duy trì ngọn lửa tình cảm giữa cả hai. Bạn sẵn sàng cùng người ấy chia sẻ mọi thứ để cùng nhau giải quyết và hiểu rõ về nhau hơn. Vài tử vi tuổi ất mão thuộc thủy cảm thấy hăng hái khi được làm công việc yêu thích. Tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa cần phải thay đổi thói quen dễ bộ cuộc dựa chừng nếu gặp khó khăn tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ không nên lý tưởng hóa mọi việc quá mức tử vi tuổi tân mão thuộc mộc gia đình hòa hợp vợ chồng có được sự thấu hiểu lẫn nhau tử vi tuổi quý mão thuộc kim đôi lứa trân trọng lẫn nhau tình cảm thêm phần khang khít hơn phải đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ tư này sự nghiệp bốn sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi thìn thứ tư ngày 27 tháng 1 năm 2021. Riêng tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi thìn, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi thìn trong ngày này đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh cho thấy con đường công danh sự nghiệp của bạn tuổi thìn đang có được những khởi sắc một cách rõ rệt. Mọi khó khăn chẳng còn đáng sợ khi bạn đã học được cách đối phó với chúng, thử thách chỉ càng tô điểm thêm cho bạn những thành quả ngọt ngào mà bạn nhận được mà thôi. Ngoài ra, với bà tuổi thìn, những biểu hiện xuất sắc của bạn đã lọt vào mắt xanh của cấp trên và bạn sẽ sớm nhận được tin mừng mà bản thân của bạn không ngờ tới. Tuy nhiên, bạn cũng đừng vì thế mà, sinh chủ quan, hãy cứ chăm chỉ như thường ngày và bạn sẽ được công nhận sớm thôi bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bà tuổi thìn bạn lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn lại không được như ý muốn với bạn và nửa kia gặp khá nhiều sự tranh cãi dù bất đồng quan điểm với nhau và dù muốn bảo vệ quan điểm của bản thân mình thì với bạn tuổi thìn hãy nên chọn cách khiếu liếu để tránh gây tổn thương không thể xóa nhòa được với nửa kia và ngày này với bạn tuổi thìn là ngày tốt để cho bạn thực hiện những công việc quan trọng kể cả là xuất hành đi xa hay là cưới hỏi, trừ, động thổ và an táng. Và bạn cũng đừng quên xuất hành đi xa, hãy chọn những hướng tốt như là hỷ thần, hướng tây bắc và tài thần, hướng đông nam để tăng thêm sự may mắn cho mình. Về từ vi tuổi giáp thìn thuộc họ vững vàng đối mặt và vượt qua khó khăn, tử vi tuổi Bính Thìn thuộc Thổ có thể được cất nhắc, Thang tín, tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc Mộc, tình cảm có trục trặc do bất đồng quan điểm, tử vi tuổi Canh Thìn thuộc Kim, tính tình nóng nảy, dễ bị kích động, tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc Thủy, khi có tranh cãi cần phải lựa lời mà nói. Vài đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này, sự nghiệp, năm sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 8, số 9, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Thân. Từ vi tuổi Tỵ thứ tư ngày 27 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi tỵ trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngộ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi cho nên với bà tuổi tỵ đang có điểm báo hôm nay không phải là một ngày thích hợp để cho bạn mệnh thực hiện những kế hoạch về đầu tư kinh doanh hay là những công việc trọng đại và với bà tuổi tỵ bạn cũng nên chú ý là quản lý tài sản chuộc thật cẩn thận, đặc biệt là cần có lòng đề phòng, không nên tin theo những lời, những người mới quen biết. Với ba tuổi tỵ, bạn vốn là một người thông minh, có trí tín thủ, vì vậy bạn hãy biết tận dụng và phát huy điểm mạnh của mình. Tuy nhiên, muốn thành công thì cần phải dựa vào chính bản lĩnh của mình, không nên trở thành một cuôn giáp, tham tiền mà chạy theo những gì ngoài tầm với. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có chính quan chiếu mệnh. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Tỵ, bạn cần phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn khi đang có được cơ hội để thăng tín. Nếu như bạn không nắm mắt thì rất có thể sẽ bị bộ lỡ mất thời cơ quý giá này. Mọi biểu hiện của bạn đều được cấp trên quan sát cẩn thận, vì vậy bạn cần phải thể hiện xuất sắc mình hơn nữa. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tỵ, bạn lại đang gặp ngày có thủy hỏa xung khắc. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay không phải là một ngày tốt đẹp với bạn. Đối với những bạn đang còn độc thân thì vẫn chưa thoát ế và ngày càng cảm thấy vô vọng trên con đường tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân mình về tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa không nên tiến hành đầu tư hay là làm những công việc quan trọng trong ngày hôm nay tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ không nên tham lam chạy theo những thứ ngoài tầm với tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc nên nỗ lực nhiều hơn khi đang có được cơ hội thăng tín đến gần tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim tình cảm không có khởi sắc cô đơn lịa bóng tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy cần biết tận dụng và phát huy điểm mạnh của mình. Vài đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi xỉu, tuổi thân. từ vi tuổi ngọ thứ tư ngày 27 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi ngọ trong ngày này đang gặp ngày của thiên quan chiếu mệnh nhắc nhở bạn tuổi ngọ bạn mệnh nên cẩn trọng bởi bên cạnh bạn đang có họa tiểu nhân và kẻ đó có thể sẽ ngáng trở bạn bất cứ lúc nào nguyên nhân là do đối phương ganh ghét với những thành công mà bạn đạt được và sẽ tìm cách để hạ bệ, phá hoại bạn bằng được. Đây là lúc với bà tuổi ngọ cần phải rèn luyện cho mình bản lĩnh vững vàng để có thể chống chọi được trước những sóng gió xảy ra. Và với bà tử ngọ, bạn cần nhớ làm tốt công việc của mình, đừng để tâm tới những kẻ xấu làm gì. Vậy thì chẳng ai có thể cản được bước chân của bạn tiến tới những mục tiêu cao xa hơn nữa. Tuy nhiên, vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi ngọ lại đang gặp ngày cố họa khác với thủy. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay lại không được như ý muốn. Cái chuyện tình cảm của bạn tuổi tỵ chẳng khá khẩm hơn là bao nhiêu. Tình trạng chiến tranh lạnh giữa bạn và nửa kia chẳng hề tốt lên mà đang còn có dấu hiệu ngày càng nghiêm trọng hơn khiến cho bạn chẳng biết phải làm sao để chấm dứt tình trạng này. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, chiến tranh lạnh với nửa kia càng ngày càng nghiêm trọng. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy, có họa tiểu nhân rình rập nên cẩn trọng trong mọi công việc. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa, kẻ xấu ganh ghét, tìm mọi cách để phá hoại. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ, rèn luyện bản lĩnh vững vàng để đương đầu với mọi sóng gió, từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc, tình cảm gặp nhiều trục trặc, không được như ý muốn. Vài đánh giá của bà tuổi ngọ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mùi, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ tư ngày 27 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi mùi cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này dưới sự ảnh hưởng của thiên ấn chiếu mệnh cho nên với bạn tuổi Mùi, đang từng bước tháo gỡ được những hiểu lầm không đáng có trong chuyện tình cảm của mình. Và dù người ấy cố trách móc bạn ra sao đi nữa thì bạn vẫn cần phải cố gắng tìm cơ hội để nói chuyện cho rõ ràng với nhau. Với bạn tuổi Mùi, bạn rất trân trọng mối quan hệ với nửa kia, cho nên luôn kiên nhẫn tìm ngọn nguồn vấn đề ở đâu để giải quyết, bởi bạn biết nếu cứ để hiểu lầm chồng chất thì rất có thể bạn sẽ đánh mất đi người ấy một ngày không xa mà thôi. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi mùi, bạn cũng đang gặp ngày có thổ khắc với thủy, cho thấy công việc của bạn tuổi mùi cũng không được suôn sẻ cho lắm. Có kẻ đang muốn tiếp cận với bạn có ý đồ xấu chuộc lợi cá nhân và bạn không hề hay biết mà còn nhiệt tình giúp đỡ lại. Bạn cần phải cảnh giác với những lời đường mật ở bên tai. Ngoài ra, vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi mùi, nếu như cần thiết phải đi xa trong ngày hôm nay thì bạn mệnh nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần, hướng tây bắc và tài thần, hướng đông nam. Đây là hai hướng giúp cho bạn có được sự thuận lợi trong công việc và cũng có thể có được lọc về tay nữa. Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc kim giải quyết nhiều hiểu lầm trong chuyện tình cảm. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy kim nhận đối mặt với sự trách móc của nửa kia. Tử vi tuổi kỵ mùi thuộc họ cẩn thận có kẻ lợi dụng để mưu đồ chuộc lợi cá nhân. Tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ thẳng thắn đối mặt sẽ dễ dàng giải quyết được vấn đề. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc nên chọn hướng may mắn khi làm việc cần phải đi xa. Vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 7, số 9, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. từ vi tuổi thân thứ tư ngày 27 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi thân á, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngộ hành tứ hình xung dần thân tị hợi. Cái điều này khiến cho tâm trạng của bạn tuổi thân có phần bị sa sút một cách rõ rệt. Với bạn tuổi thân, bạn nghĩ mình đã cố gắng rất nhiều, nhưng kết quả lại không được như mong đợi. Điều này làm giảm sụp tinh thần hăng hái và sức chiến đấu của bạn một cách nghiêm trọng. Chính vì nguyên nhân đó mà với bạn tuổi thân trở nên nóng nảy và thay đổi một cách thất thường đến mức khiến cho mọi người cảm thấy khó hiểu về con người của bạn. Sự nhạy cảm còn khiến cho bạn tuổi thân hiểu lầm ý tốt của người khác và cho rằng đối phương đang làm chuyện thừa thải nữa. Với bà tuổi thân, có thể bạn đã bắt bản thân mình làm việc quá sức trong suốt thời gian gần đây, cho nên tình trạng tinh thần không được ổn định. Điều bạn cần phải làm bây giờ là hãy cố lấy lại bình tĩnh và tự dành cho mình một chút, một khoảng thời gian đủ để nghỉ ngơi, lấy lại sức lực cho mình. Không chỉ có vậy, trong ngày thứ tư này với bà tuổi thân, cũng đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh nhắc nhở bạn tuổi thân cần phải cẩn trọng trong việc chi tiêu ngày hôm nay bởi bạn mệnh rất dễ mất tiền oan vì những khoản chi tiêu không rõ lý do và thời điểm này bạn tuổi thân không nên quá tin tưởng người ngoài kéo lại bị lừa gạt về tiền bạc vài tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy tâm trạng nhạy cảm rất dễ nổi nóng tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa công việc tiến triển không được như ý muốn tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ không có sự hăng hái và tinh thần chiến đấu cần thiết tử vi tuổi canh thân thuộc mộc nên dành thời gian để nghỉ ngơi lấy lại sức cho mình tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim cần phải có kế hoạch chi tiêu cho thật hợp lý cẩn thận và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ tư này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 4 số 8 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu trắng quý nhân phù trợ tuổi Tý tuổi Thìn tuổi Tỵ từ vi tuổi dậu thứ tư ngày 27 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi dậu ạ, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi dậu trong ngày này đang gặp ngày của tỷ kim chiếu mệnh, cho thấy với bạn tuổi dậu hoàn toàn có thể được thăng tiến xa hơn nữa nếu như bạn biết nắm bắt được cơ hội và chứng minh năng lực của mình một cách rõ ràng hơn. Bạn mệnh tuổi dậu có may mắn được quý nhân dẫn đường chỉ lối giúp cho công danh sự nghiệp của bạn có phần được suôn sẻ nhưng nếu như bản thân bạn mà không đủ cố gắng và nỗ lực thì rất khó đạt được mục đích mà mình mong đợi thành hai bại là hoàn toàn nằm trong tầm tay của bạn mà thôi trong vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi dậu cũng đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng may mắn trong chuyện tình cảm của bạn vẫn đang tiến triển một cách tốt đẹp cho nên với bạn tuổi giàu có thể chuyên tâm vào công việc mà không cần phải lo lắng về điều gì. Nửa kia luôn thông cảm và thấu hiểu cho bạn, tạo động lực cho bạn để cho bạn nỗ lực vì tương lai tốt đẹp cho những người mình yêu thương. Với bạn tuổi giàu, nếu có gặp phải vướng mắc trong bất cứ vấn đề gì, bạn hãy tâm sự thẳng thắn với người ấy, chứ đừng có mãi giấu ở trong lòng mãi gặm nhắm một mình chắc chắn nửa kia cũng luôn san sẻ mọi điều với bạn và điều này sẽ giúp cho tình cảm của hai bạn càng thêm vững vàng và bền chặt hơn. Từ vi tuổi ất dậu thuộc thủy hãy cởi mở với những người tiếp cận với mình. Từ vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa nhận được sự chú ý từ nhiều người khác giới. Từ vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ dành sự tin tưởng tuyệt đối cho nửa kia. Từ vi tuổi tân dậu thuộc mộc tìm được những cơ hội làm ăn tốt đẹp, tử vi tuổi quý dậu thuộc kim quyết tâm thực hiện kế hoạch đã đề ra. và đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Tuất, thứ tư, ngày 27 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này với ba tuổi Tuất cho chúng ta thấy là vận trình của ba tuổi Tuất trong ngày này đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Đây là thời điểm thích hợp để cho bạn tuổi Tuất mạnh dạn tiến hành những dự án đầu tư mà bản thân bạn đã ấp ủ bấy lâu nay, bởi cơ hội không phải lúc nào cũng có sẵn. Vì vậy, bạn hãy biết nắm bắt thời cơ kịp thời để không bao giờ phải nói hai từ hối hận hay là giá như. Với bà tuổi Tuất gặp được đối tác tin cậy, hạng mục đầu tư hứa hẹn là điều mà bạn đã mất rất nhiều công sức để kìm tím và xây dựng chỉ một phút do dự, lơ là cũng có thể khiến cho bao nhiêu công sức của bạn đổ xuống sông, xuống bể. Vì vậy, bạn cần phải quyết đoán hơn nữa. Tuy nhiên, xét về ngũ hành tương xung tương khắc, thì trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi tuất lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy, nhắc nhở bạn mệnh tuổi tuất cần phải quan tâm hơn tới sức khỏe của bản thân mình một số dấu hiệu bất thường của cơ thể chính là lời cảnh báo mà bạn tuổi tuất không thể xem nhẹ được. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi tuất ngày này nhân thần nằm ở trong miệng khắp thân mình và túc dương minh vị kinh vì vậy với bạn mệnh tuổi tuất không nên làm tổn thương va chạm mổ xỉa châm chích ở các vị trí này về tử vi tuổi giáp tuất thuộc họ nên thực hiện các kế hoạch về đầu tư đã ấp ủ bấy lâu. Từ vi tuổi bính tuất thuộc thổ đừng có để chu cơ hội trôi qua mắt rồi mới hối hận. Từ vi tuổi mậu tuất thuộc mộc cần có thêm sự quyết đoán nếu muốn đạt được thành công. Từ vi tuổi canh tuất thuộc kim nên quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn. Từ vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy xây dựng được mối quan hệ và tin cậy tốt đẹp với đối, đối tác. Vài đánh giá của bạn tử tuất trong ngày thứ tư này: Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Dần, tuổi Ngọ. từ vi tuổi hợi thứ tư ngày 27 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi hợi cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi hợi trong ngày này đang chịu ảnh hưởng tiêu cực của cục diện ngũ hành hợi hợi tự hình cho nên với bà tuổi hợi bạn đang có cảm giác buồn bực suy nghĩ tiêu cực trong ngày hôm nay và với bà tuổi hợi cho dù có tâm sự cũng không thể nói thành lời và cũng chẳng biết nói sao để cho mọi người hiểu được bạn. Cứ thế, bạn đang có xu hướng giữ mọi thứ ở trong lòng và tự thu bản thân mình lại mà thôi. Với bạn tuổi hợi, bạn vốn là người thông minh, nhanh nhẹn, nhưng trong những thời điểm suy nghĩ không thông, lòng tràn ngập tự ti và bất mãn như thế này, bạn sẽ đánh mất hết sự sắc sảo thường ngày. Bạn mạnh thường, than thân, trách phận cho rằng mình làm nhiều nhưng lại không được thành công như người khác. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi hợi, bạn cần phải cố gắng suy nghĩ tích cực hơn. Có thể bạn đang đi sai đường lạc hướng cho nên mọi thứ trở nên rối tung lên như vậy. Bạn cần phải thay đổi một góc độ và một hướng đi khác để cho mọi chuyện có thể cải thiện được một cách đáng kể với bạn. Và trong ngày hôm nay đối với bà tuổi hợi, những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về những vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa suy nghĩ tiêu cực, xâm chiếm tâm trí của bạn khiến cho bạn cảm thấy buồn bực khó chịu, từ vi tuổi đinh hỏi, thuộc thổ, không tìm được cách chia sẻ, tâm sự với người khác, từ vi tuổi kỷ hỏi, thuộc mộc, có xu hướng, tự thu bản thân lại, do tự ti về những thứ mình đã làm, từ vi tuổi tân hỏi, thuộc kim, hãy thử thay đổi một góc độ khác để cải thiện suy nghĩ xem sao, từ vi tuổi quý hỏi, thuộc thủy, không nên duy chuyển đồ đạc, sửa chữa, về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mão, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like comment, đăng ký kênh, ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.